Chẳng lẽ Momo, hệ thống minigame Momo tự động, uy tín, nhanh gọn, hoạt động 24/7, game sang chính. Cách thức kiếm tiền bằng mã giao dịch Momo. Anh em nào muốn tham gia thì nhấp vào đường link mình để ở phía bên dưới phần mô tả. What's up bro và chào mừng anh em đến với kênh YouTube của mình. Ok, thì trước khi đi vào video, anh em nhớ tham gia group và like fanpage thì để anh em cập nhật những thông tin mới về FIFA Mobile Trung Quốc hoặc là những sự kiện, những bài review về FIFA Mobile Trung Quốc anh em nhé. Thì xin phép anh em mình đọc cái bài về cái sự kiện mới này. Xin chào các huấn luyện viên FIFA Mobile Trung Quốc. Trong lịch sử lâu đời của bóng đá thế giới đã xuất hiện những thế hệ siêu sao huyền thoại. Họ đã dùng cả tuổi thanh xuân để mang lại cho chúng ta những kỷ niệm vĩnh hằng và độc nhất vô nhị khi nhìn lại. Những hình ảnh kinh điển ấy vẫn còn tươi nguyên trong trí nhớ của tôi và trong FIFA Mobile Trung Quốc của chúng tôi. Chúng tôi cũng sắp mở ra một sự kiện độc quyền kết hợp câu chuyện về những siêu sao huyền thoại đã lưu truyền trong sự nghiệp. Chap đầu tiên là chap chính của sự kiện. Các huấn luyện viên có thể thi đấu 2 kỹ năng và nhận được 2 điểm icon mỗi ngày. Và đồng thời, các huấn luyện viên có thể nhận được 2 điểm icon miễn phí mỗi ngày. Anh em có thể trượt sang bên phải và anh em xem các phiên bản khác nhau của Zidane. Tổng cộng có 8 phiên bản khác nhau của Zidane được ra mắt trong sự kiện này. Chap tiếp theo là cái chap chính của Zidane. Chương này là chương dành riêng cho siêu sao Zidane được truyền lại. Người chơi có thể tiếp tục được thăng cấp bằng cách hoàn thành các cấp độ trò chơi liên quan. Và cuối cùng giành được siêu sao đỉnh cao huyền thoại Zidane được truyền lại với OR129. Thì các bạn nhận được OR120 free nhé. Thì trong cái chap chính của Zidane nó có hai đường. Thì đường trên các bạn có thể nhận được cái điểm rank up màu đồng và đường dưới thì rank up vàng. Thì vào thứ năm lúc 9 giờ sáng ngày 11 tháng 11 thì sự kiện xảy ra. Và mình sẽ hướng dẫn cho anh em về cách tính điểm và cách chơi trong sự kiện này. Thì video sẽ ra sau 1-2 giờ anh em nhé. Thì ở đây có các hình như là Zidane OR129 mà cái hình ở ngoài là áo màu trắng. Còn nếu anh em mà dùng điểm icon, 16 điểm icon thì anh em có thể đổi được Zidane OR129 luôn, nhưng mà áo màu hơi đen đen một xíu. Thì phiên bản Zidane này OR129 thì nó sẽ up cái chỉ số đến tháng 8 năm 2022. Và mỗi lần sẽ tăng 1 điểm OR và 4 điểm toàn bộ chỉ số anh em nhé. Nó cộng thêm 4 điểm toàn bộ chỉ số. Là từng chỉ số nó cộng thêm 4 điểm ấy. Thì đó là cái hay của FIFA Mobile Trung Quốc. Và còn một cái nữa, chưa hết đâu, Zidane phiên bản này vẫn còn một phiên bản nữa mà mình chưa biết là nó sẽ ra vào 100 cái dùng 100 cái điểm gì ấy, dùng 100 điểm bạc để đổi. Thì cái đó nó up cao hơn, nó up chỉ số cao hơn. Nhưng mà hơi khó lấy anh em ạ. Quá khó lấy luôn á, quá chát luôn. Rồi thì anh em thấy hay thể cho mình một like, một subscribe kênh YouTube nhé. Thì bây giờ mình cùng điểm lại về các mùa và các OR của Zidane từ OR 120 tới 129 anh em nhé.